khi tới chương trình này là để tìm tình yêu cho mình, mà em đã tìm được tình yêu đó cho mình. Nó không phải là anh, nó là một người khác. Có một cái cơ hội trong cái cuộc sống á, phải nằm á, cái cuộc đời này có một không có hai. Anh muốn nói cho em là em sẽ hỏi thích, như là em sẽ nói cái chuyện em muốn nói cho em. Trung Dương, bạn có một cái vị trí đó trong Trung, để mà Trung chọn bạn. Hãy tự cho mình một cơ hội, đừng bỏ qua. Biết nghĩ tới cảm xúc của anh.